Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Ngày hôm nay Minh Châu rất vui mừng gặp lại chị Thanh. Chị cũng chào Minh Châu. Chị Thanh ơi, dạo này chương trình của mình nó nhận được rất là nhiều thư khán giả. Mỗi ngày em rất là thích đọc thư khán giả, bởi vì trong đó mình được biết tình cảm của khán giả nè. Bên cạnh đó mình còn biết được thêm nhiều kinh nghiệm để có thể tự sửa chữa nữa chứ. Đúng rồi. Minh Châu biết không, chị cũng rất thích nhận được những lá thư đóng góp của quý vị khán giả giúp cho mình hoàn thiện hơn. Đặc biệt là chị rất thích những lá thư yêu cầu món ăn, bởi vì đó là cơ hội giúp cho mình có sự tìm tòi, sáng tạo, nâng cao tay nghề. Vậy thì ngày hôm nay chị Thanh đã có quà rồi đây. Đây chính là một lá thư của khán giả gửi cho chị Thanh đó. Đây em sẽ đọc nha. Tôi tên Yến My ở Hậu Giang, tôi có một con trai nhỏ rất hiếu động nhưng rất ngoan. Có điều mỗi lần cho bé ăn luôn rất mệt vì bé rất lười ăn. Tôi phải đổi món liên tục và giờ thì sắp hết món rồi. Rất mong chương trình hướng dẫn cho tôi một món nào đó dễ ăn và trẻ con rất thích. Dĩ nhiên phải có đầy đủ dinh dưỡng để có thể dụ bé ăn. Ồ, lá thư của chị Yến My làm cho chị nhớ cái thuở con chị còn nhỏ đó. Để thay đổi khẩu vị cho con chị cũng phải tìm tòi và làm nhiều món mới. Hôm nay chị sẽ hướng dẫn một món ăn tương đối lạ miệng, rất là ngon và nhất là đầy đủ dinh dưỡng nữa em. Đây là một món ăn phù hợp với tất cả mọi người, tuy nhiên đặc biệt là rất phù hợp với mấy các em nhỏ. Món gì vậy chị? Món cháo thịt bò trứng muối. Để thực hiện món cháo thịt bò trứng muối thì chúng ta cần chuẩn bị 150g thịt bò, một nhánh ngò, một nhánh hành, hai củ hành tím, ba lát gừng, 30g gạo nếp, 70g gạo tẻ, 4 cái trứng vịt muối. Gia vị thì chúng ta cần dùng dầu ăn, tiêu, muối và hạt nêm aji ngon. Trước tiên thì mình nấu cháo trước hai em ha. Để món cháo của chúng ta ăn mà thơm và có cái độ sánh ngon thì các bạn nhớ chọn gạo mới. Một lưu ý nho nhỏ để món cháo vừa được thơm ngon mà lại có độ sánh, đó chính là quý vị khán giả hãy sử dụng gạo và nếp mới. Cho gạo vào. Còn nếp thì có tác dụng gì vậy chị Thanh? Nếp để tạo độ sánh cho cháo em. Các bạn cho một ít muối. Thịt bò các bạn mua về rửa thật sạch. Sau đó chúng ta thái mỏng. Em cắt nhỏ ra rồi em băm. Hành tím cho mình đập dập hả chị? Đúng rồi, đập dập xong em thái nhuyễn. Em băm nhỏ. Gừng thì các bạn hãy sợi hết. Em để lại một ít, còn một ít chúng ta băm nhuyễn. Phần gừng này các bạn cho vào bò. Tiếp theo em chuẩn bị phần ngò và hành lá để khi mà nồi cháo xong á, thì mình nêm vào. Vừa có màu đẹp mà lại vừa có mùi thơm. Đúng vậy. Thịt bò sau khi chúng ta băm thật nhuyễn, các bạn ướp vào đây một ít hành tím băm, một muỗng aji ngon, 1/4 muỗng cà phê muối và một ít tiêu. Các bạn trộn đều phần thịt bò này lên. Đây, em sẽ giúp chị ha. Rồi, cảm ơn Châu nhiều lắm. Phần trứng vịt muối các bạn mua về rửa thật sạch. Các bạn luộc 12 phút xong các bạn vớt ra ngâm cho nguội. Sau đó các bạn mới lấy phần lòng đỏ bẻ nhỏ ra. Dạ. Quý vị khán giả thân mến, như vậy là chúng ta sẽ dành ra 12 phút để luộc phần trứng này nha. Sau khi tách lòng đỏ ra thì các bạn bẻ cái lòng đỏ này thành những cái miếng nhỏ vừa ăn. Em giúp em chị ha. Khi cháo đặc xong rồi các bạn nhớ cho tiếp 750ml nước nữa để cho cháo có độ sánh. Em cho thêm phần nước vào ha. Bây giờ mình bắt đầu sơ chế cái phần thịt bò này em ha. Nhưng mà em đang thắc mắc là chị Thanh ơi, sao mình không cho trực tiếp bò vào trong cháo luôn? Em có biết công dụng của việc chúng ta tao sơ không? Đó là làm cho cái mùi thịt bò nó giảm bớt đi. Giảm bớt cái mình mùi nồng đi hả đúng chị? Rồi. Các bạn cho dầu vào chảo xong các bạn phi cái phần hành tím. Sau khi hành thơm rồi các bạn cho thịt bò vào và các bạn tắt bếp ngay. Tắt bếp ngay? Đúng vậy. Ồ, tại sao vậy chị? Để cho thịt bò của chúng ta không bị xào nhiều quá, không bị khô đó em. Bò không có độ mềm. Rồi bây giờ cháo của chúng ta được rồi. Bây giờ chúng ta trút liền phần thịt bò mà chúng ta vừa tao lên đây. Như vậy là dinh dưỡng ở trong bò được giữ nguyên. Sau khi các bạn trút phần thịt bò vào cháo rồi thì các bạn nhớ nêm vào đây một muỗng hạt nêm aji ngon. Cháo như vậy là xong rồi đó ha Châu. Dạ.
Bây giờ mình sẽ rắc trứng muối lên đúng không chị? Đúng rồi, rắc phần trứng muối lên. Vừa ngò hành ngò này, vừa một ít gừng mà thấy sợi đó. Rồi, em để lên đó. Ha. Em rắc sơ lên ha em ha. Cộng ớt nhỏ cho xinh. Rất là bắt mắt. Nhưng mà chị Thanh ơi, lúc nãy chị Thanh có nói với em á là cái món này là mình sẽ nấu cho các em bé nhỏ. Vậy thì lớn như em có được ăn không? Chắc không quá à. Nói thì nói vậy thôi, chứ bây giờ chị cũng mời em thử chứ ha. Này đó, chị mời. Cảm ơn chị. Rất là thơm, thơm mùi bò vô cùng luôn á. Cháo rất là ngọt, gạo nở bung mềm, rất là bùi bùi đó chị. Trứng vịt muối thì béo béo nè, mà đặc biệt là thịt bò cũng rất là thơm ngon. Em nghĩ là với món ăn này thì các bà mẹ đâu còn lo gì con của mình lười ăn nữa đâu. Quý vị khán giả thân mến, như vậy là ngày hôm nay chương trình đã gửi đến quý vị một món ăn rất là ngon nhưng mà lại rất dễ thực hiện. Minh Châu hy vọng là quý vị sẽ thành công với món ăn này. Và nếu như quý vị có những thắc mắc muốn các đầu bếp của chương trình giải đáp thì quý vị hãy gửi thư về cho chúng tôi theo hộp thư số 1 Bùi Điện Long, Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc quý vị hãy gọi điện thoại về trung tâm tư vấn khách hàng công ty Ajinomoto 061 882 6188. Bây giờ thì xin mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.